của nhóm mình làm. Cái công việc của nhóm mình làm thì có một vài cái điểm mình sẽ phải 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 thêm như sau. Cái thứ nhất là với chỉ cái mô hình chúng mình đang làm ấy thì chúng mình không thể điều tiết được cái công suất ra của hệ thống đâu nhá, không thể điều tiết được công suất ra, mà mình chỉ làm được cái công việc thứ nhất là tải nối vào bao nhiêu thì mình được công suất là bấy nhiêu. Thế thì để điều tiết công suất ra thì có những cái cách làm như thế nào và các bạn nên sử dụng cách làm gì? Nó có hai cái cách để các bạn điều tiết công suất ra. Cái cách thứ nhất là các bạn điều tiết cái lò phản ứng ấy, tức là cái bình phản ứng của mình, cái former ấy. Tức là các bạn sẽ phải, các bạn biết được rằng là cái ở trong cái mô hình hóa của cái pin nhiên liệu của mình nó có một cái đầu vào là cái dòng điện tải, đúng chưa? Hay nó có một cái đầu vào là dòng điện tải. Như vậy thì các bạn sẽ, cái phương án thứ nhất là các bạn thiết kế cái bộ điều khiển cho cái former để sao cho là cái lượng nhiên liệu, là cái hydro và cái oxy của mình tiêu tốn ấy nó sẽ tương đương với cái dòng điện tải được phản hồi về. Đấy, ví dụ như là tất nhiên cái phần điều khiển này nó không dễ, các bạn phải xem lại cái phần mô hình của pin, các bạn có cái mô hình động học của hệ thống ấy. Đấy, thế thì ở cái mô hình động học của hệ thống đó, của cái cell của mình, các bạn có mấy phương trình vi phân ấy. Thế thì mình mới đang làm theo cái hướng là cái động học của nó để mình phát ra cái điện áp chưa, và cái dòng điện của mình thì nó hoàn toàn là phụ thuộc vào cái dòng phản hồi về, mình chưa có điều khiển. Và cái hydro và oxy là đang theo hướng rằng là nó cần bao nhiêu thì nó phát ra bấy nhiêu, thì mình chưa điều khiển được công suất ra. Thế thì để điều khiển được nó thì các bạn coi rằng cái phần ở ngoài ấy nhá, cái phần former ấy, nó là một cái nguồn và các bạn phải làm bài toán điều khiển nguồn, giống như là ở phần wind turbine cô đã làm rất là kỹ cái phần là điều khiển nguồn đấy nhá, điều khiển nguồn. Thế thì tầng ngoài của mình là cái tầng điều khiển cái nguồn của mình, thì ở đây mình chưa làm điều khiển, ok chưa, mình chưa làm điều khiển để nó chạy tự do. Thế thì đó là một cái phương án. Tuy nhiên cái phương án này thì cũng hơi khó khăn một chút, là các bạn sẽ phải tìm hiểu toàn bộ cái phần là thiết kế điều khiển cho cái phần nguồn, là các bạn muốn công suất ra bao nhiêu thì cái lượng hydro và cái lượng oxy các bạn sử dụng bao nhiêu. Cái này các bạn làm được, có làm được chứ không phải là không nhé. Các tài liệu tham khảo rất là nhiều, ví dụ như là kỳ này có một nhóm làm đồ án tốt nghiệp của cô là các bạn ấy làm về cái phần điều khiển đó. Một cái phương án thứ hai nhé, một cái phương án thứ hai nó đơn giản hơn một chút để các bạn điều khiển công suất, đó là cái lượng hydro và oxy các bạn cứ cho vào tự do. Đấy là các bạn khai báo ban đầu là cho vào bao nhiêu các bạn cứ khai. Thế thì thông thường nếu như các bạn không có phần pin các bạn nối vào ấy, thì các bạn, cô lấy ví dụ các bạn cứ cho vào 3 cân hydro chẳng hạn. Nhưng mà cái tải của mình nó chỉ tiêu thụ hết 2 cân thôi, thì cái hydro của mình nó sẽ bị đốt hoặc là lãng phí, hoặc là nó sẽ hồi về theo cái chu trình kín, thấy chưa? Tuy nhiên một cái phương án thứ hai mình dùng, đó là mình sẽ dùng pin, hãy dùng ắc quy, mình mắc song song vào cái tải, và ắc quy của mình thì mình sẽ mắc ở phía trước của bộ boost converter, tức là mắc song song. Lúc này pin của mình là đóng vai trò như là một cái nguồn phụ để nó điều tiết lượng hydro cho vào bao nhiêu thì nó vẫn tiêu thụ, thì cái bình phản ứng của mình ấy, nó vẫn phản ứng hết và nó phát công suất ra. Thế thì khi mà tải của mình ít hơn cái công suất phát ra thì công suất của mình sẽ được nạp vào quy, và trong trường hợp ngược lại nếu như tải của mình tăng lên thì ắc quy nó sẽ phun công suất ra. Đấy, thế thì các bạn sẽ phải làm lựa chọn một trong hai cái bài toán các bạn làm, hoặc là các bạn làm điều khiển nguồn, hoặc là các bạn sẽ làm bài toán điều khiển ắc quy nối song song vào với cái tải của mình. Lúc này mình coi như là mình có hai tải, trong đó một tải của mình linh hoạt, ok chưa?
Vâng ạ. Đấy, mình có hai nhiệm vụ phải làm tiếp với cái đề tài này. Thứ nhất là thay cái sin PWM bằng space vector PWM. Cái này là hoàn toàn phục vụ cho công việc về sau của các bạn. Và một cái yêu cầu thứ hai đó là các bạn sẽ phải điều tiết được công suất ra bằng việc điều khiển nguồn hoặc là bài toán điều khiển ắc quy. Ok chưa? Vâng. Em đã tắt xem màn hình được chưa? Rồi, nhóm của mình xong rồi. Rồi, cô xin mời nhóm 4. À vâng, cô chờ em một chút để em xem màn hình. Cô, các bạn đã nhìn thấy slide chưa ạ? À vâng. Thì nhóm của em được giao bài tập với đề tài đó là hệ thống Windows 3 PMMG nối tại địa phương có sạc và dưới định mức ạ. Thì phần trình bày của em sẽ phần giới thiệu chung tổng quan về hệ thống và các bài toán đặt ra, mô hình Windows 3 toán là MPPT, phần về phần chuyển đổi AC DC AC, phần pin và phần hệ thống tải ạ. Thì giới thiệu chung thì ngày nay hầu hết các quốc gia thế giới đang gặp khó khăn trong khai thác về nguồn năng lượng do sự cạn kiệt của nguồn năng lượng hóa thạch, các vấn đề khác, thì nguồn năng lượng gió chính là một trong những giải pháp mà rất nhiều quốc gia đang phát triển theo đuổi. Hệ thống năng lượng gió thì có thể mang lại được sản lượng công suất cao, không giới hạn công suất và có thể nâng cao được hiệu quả và chất lượng nguồn điện ạ. Thì độ tin cậy của hệ thống năng lượng gió thì có thể sử dụng nâng cao bằng sử dụng cơ PM máy phát PMMG. Thì nó có ưu điểm đó là cấu tạo đơn giản, khả năng hoạt động với tốc độ chấp thấp, khả năng vận tốc vận hành thấp và không cần hộp số, và nên là tránh được số lỗi cần khi bảo trì và trong quá trình vận hành ạ. Và trong đề tài này của bọn em thì bọn em cũng lựa chọn không sử dụng hộp số ạ. Thì các bộ biến đổi AC/DC được sử dụng thì như cô còn thì sử dụng có bộ AC/DC sử dụng được phụ biến để chuyển điện áp về thành điện áp DC, một chiều DC ạ. Điện áp này sẽ được lưu trở lại thành điện áp xoay chiều với biên độ và tần số không đổi để đảm bảo có thể hòa lưới hoặc là với cái nhu cầu sử dụng điện của mình ạ. Đây là trên đây là thể hiện cái sơ đồ quá trình đấy ạ. Thì tổng quan của bài toán của bọn em thì đây bọn em sử dụng máy phát điện đồng bộ 500 binh cửu là PMSG được dẫn động trực tiếp với tua bin gió, không sử dụng hộp số, một bộ chỉnh lưu 3 pha ở bộ chuyển đổi tăng áp DC-DC là boost converter, pin được nối với mạng DC thông qua hệ thống boost buck 2 chiều ạ. Boost buck converter ạ. Một mạch nghịch lưu điện áp 3 pha được kết nối tải có thông qua bộ có lọc LC ạ. Thì như khi cô đã trình bày về phần Windows 3 thì có hai giải pháp, đó chính là có thể là điều khiển chính lưu trực tiếp có điều khiển như ở đây bọn em sử dụng nó là chính
Nhưng không điều khiển cộng với một bộ bút converter để dễ dàng trong quá trình điều khiển hơn ạ. Thì các bài toán ra đây là MVVT để định điểm làm việc cho hệ thống điều khiển hệ thống pin để có thể lưu trữ năng lượng gió khi dư thừa công suất và cũng như là cung cấp khi thiếu năng lượng. Và cái hai đó chính là duy trì điện áp và biên độ ở phía tải không đổi ạ. Thì về cái phần mô hình của WinTurbine thì chúng đã học và rất trình bày rất kỹ ở những cái tuần trước, nên là em sẽ không trình bày lại về cái phần mô hình hóa xây dựng. Thì trên đây thì đây là tham số bọn em tham khảo về hệ thống này của em sử dụng, đó là dụng 20 kW ạ. Thì phần chuyển đổi thì em sử dụng chính liệu và bộ bút converter để định điểm vào hệ thống. Thì tốc độ của máy phát thì có thể được ước tính bằng cách là đo điện áp ra từ bộ chỉnh lưu VD và ID để có thể tính ra được cái ước tính được cái tốc độ của máy phát. Ở đây thì để có thể tính được công suất làm việc tối ưu của máy để đưa ra cái chu kỳ đóng ngắt cho van IGBT trong mạch bút converter. Tiếp theo là phần DCAC thì bọn em sử dụng 1.003 pha, do có thành phần do ai nó cao không muốn gì bọn em sử dụng tụ lọc LC để có thể giảm cái hiện tượng này. Và cái tần số điện áp pha mong muốn là 200 V và tần số là 50 Hz ạ. Thì ở đây bọn em sử dụng do trước thì cô cũng có dặn nhóm 1 về cái phần mà sử dụng xin PPM thì nên là bọn em quyết định sử dụng là Space Vector ạ. Và đây là hệ thống lưu trữ pin ạ. Hệ thống lưu trữ pin rất cần thiết cho hệ thống cũng năng lượng điện gió đơn lẻ để nó duy trì cái sự cân bằng công suất do tuabin gió tạo ra. Hệ thống này được nối với lưới DC ở mạng DC thì thông qua bắc bút converter 2 chiều ạ. Việc điều khiển bộ biến đổi này nhằm giữ cho điện áp trên AC theo một cái giá trị tham chiếu cho trước ạ, không đổi ạ. Và bọn em dự tính là cái dự tính do cái dung lượng của pin, thì và pin có thể đảm bảo phát ra hệ thống trong kể cả khi không có gió trong vòng 1 tiếng đồng hồ ạ. Chiến lược sách lược điều khiển đây thì là điều khiển PI nhằm là điều chỉnh cái điện áp đầu ra trên cái mạng DC của mình mong muốn ạ. Thông qua cái việc đóng mở hai cái van Q1 và Q2 ạ. Do cái phần bọn em thì vẫn chưa hoàn thiện được cái phần mô hình của mình, nên là cái phần
mô phỏng của em thì chưa đạt được kết quả, tại vì khi ghép nối thì nó vẫn còn xảy ra vấn đề với cả cái phần triển khai space vector thì bọn em vẫn chưa ra được, mà em làm những cái phần qua nên là cái phần này đây là cái mà bọn em mong muốn, là đó chính là khi cái lượng tải thay đổi thì công suất tải thay đổi thì cái công suất của phát và cũng như là cái việc nạp và sạc pin cũng sẽ diễn ra để đáp ứng được cái thay sự thay đổi của hệ thống ạ. Thì do nhóm em thì triển khai đề tài phân công khá muộn nên là bọn em đây là vẫn chưa được hoàn thiện lắm ạ, mong cô có thể góp ý và chỉnh sửa thêm cho bọn em ạ. Bây giờ góp ý thì các cái giải pháp kỹ thuật thì đều ok rồi. Giải pháp kỹ thuật của mình thì đều là ok. Nhất mà mình sẽ phải làm bài toán điều khiển nguồn. Thì các cái bài toán điều khiển nguồn cô đều cho các bạn làm bài tập ở nhà rồi, đúng không? Vâng Bài ạ. toán điều khiển nguồn của mình ở đây là bài toán dưới định mức và mình phải điều khiển bằng PPT. Đó, cái thứ hai nữa là cái phần điều khiển máy phát của mình, thì máy phát của mình dùng chỉnh lưu không điều khiển, sau đó thì mình dùng một bộ buck hoặc là một bộ boost để mình điều khiển cái điểm làm việc của hệ thống thông qua cái việc là thay đổi cái duty cycle của nó, thì giải pháp cũng là ok rồi. Giờ, tiếp theo là đầu ra của con MacBook đó thì các bạn song song với một bộ pin thì cũng ok. Tức là về giải pháp kỹ thuật của các bạn thì ổn rồi, không cần phải thêm cái gì nữa cả nhá. Thế thì bây giờ các bạn sẽ chỉ còn cái công việc rằng là các bạn sẽ phải để cho cả cái hệ thống này nó hoạt động được, không để cho cả cái hoạt động nó được. Khi các bạn chưa chạy được thì các bạn nên tách ra đã nha, giải quyết từng cái bài toán nhỏ thôi. Ok, thứ nhất đó là các bạn mắc cái kết nối của cái DC sang con AC đi nhé. Đấy, vì mình chưa làm được bài toán lớn mình phải chia ra từ cái đầu DC sang AC ấy, các bạn ngắt là ra đã, các bạn làm riêng cái bài toán điều khiển cho từng bài toán riêng. Ví dụ như nhóm 4 người thì bây giờ chia hai ra, làm một nửa là làm cái bài toán là điều khiển cái DC AC nhé. Bởi vì khi mà đầu ra của mình nói là nguồn một chiều rồi thì cái điều khiển DC nó khá là độc lập thôi, nhất là mình nên nối cái tải địa phương đấy. Thì một nửa làm cho cô cái bài toán DC AC. Thế còn nối về phía DC thì các bạn thay vì nối với cái inverter để các bạn thay nối một cái tải một chiều, mình coi là toàn bộ cái phần từ DC AC về sau nó là một cái tải đi nhá, thay nó bằng một cái tải một chiều của nó thì mình sẽ điều khiển con ắc quy nhá. Đấy. Thế thì một nửa các bạn sẽ làm cái bài toán điều khiển MPPT kết hợp với con ắc quy, và một nửa các bạn sẽ làm bài toán điều khiển cái bộ DC-AC. Khi mà cả hai cái hệ thống hoạt động ok rồi ghép vào thì lúc ghép vào thì mình sẽ chỉnh định được thôi, thì nó sẽ đơn giản hơn cho các bạn khi các bạn làm cả một bài toán lớn này. Vâng ạ. Cảm ơn ạ. Đấy, thì về chia nó như thế thì thứ nhất là các bạn sẽ giải quyết được cái việc làm bài toán lớn nó rất là khó khăn. Thứ hai, các bạn sẽ kịp được tiến độ nhá. Phần trình bày của bọn em xong rồi đúng Đúng rồi, không xong ạ? rồi đấy. Vâng, em cảm ơn. Rồi cô xin mời nhóm 5 nào.
cô và các bạn cô nhìn thấy slide của em được. À, cô chưa thấy slide đâu. À, rồi ok, được rồi Lâm ơi. Vâng, thì bọn em được đề tài là điều khiển wind turbine sử dụng cái PMSG điều khiển trên định mức với cái CAC thì trong thì bọn em đang nghiên cứu thì về sơ đồ điều khiển thì em thực hiện như trên slide thì là chỉ có một cái PMSG kết nối với cả một cái cơ bên gió rồi ra điện áp và biến đổi nó về để nối với cả lưới ấy. Thì ở trong điều khiển thì bọn em cũng làm như các nhóm khác cũng như là trong cái tài liệu của cô hướng dẫn thì bọn em điều khiển phân làm 3 tầng thì điều khiển máy phát và phía lưới, điều khiển tua bin thì có điều khiển góc mở và điều khiển góc quay của cánh quạt. À, còn tầng 3 là để điều khiển giám sát. Thì về tua bin gió thì như các nhóm khác cũng như là chúng ta tìm hiểu từ đầu thì cũng khá là kỹ rồi thì cũng chỉ có các mô hình toán học và phương pháp điều khiển MPPT để cho tua bin gió chạy được như mong muốn. Thì về các thông số của tua bin gió thì bọn em mô phỏng thì cũng như là thông số mà cô đã hướng dẫn và cô cho vào trong tài liệu của cô. Thì với những thông số này thì chúng em đã chạy được trong phần báo cáo các bài tập về nhà. Thì về bộ PMSG thì PMSG thì nó đơn giản là máy phát đồng bộ 500 vĩnh cửu, thì nó ưu điểm nổi bật của nó chỉ là ổn định và an toàn trong quá trình hoạt động. Thì em có tìm hiểu cũng như là tham khảo thì ra được phương trình toán học của nó để ta có thể mô phỏng trong Simulink. Thì là nó chỉ có để ra VD và VQ. Thì như em thấy thì em xem các bài mô phỏng của các tài liệu thì là người ta sử dụng luôn cái bộ PMSM ở trong Simulink, thì chắc là bọn em cũng dùng luôn cái bộ PMSM ở trong Simulink để thay cho bộ PMSG. Thì bên cạnh đấy thì bọn em cũng đã tìm hiểu được bộ biến đổi nguồn DCAC. Thì DCAC thì bọn em sử dụng biến đổi từ DCAC theo như cái cô hướng dẫn, cô đã từng hướng dẫn bọn em ở trong môn mô hình hóa ấy. Thì bọn em sử dụng luôn cái bộ biến đổi đấy để ra được, thì sau khi biến đổi thì bọn em ra được từ DC ra AC thì nó ra được khá là chuẩn với cả những gì mình mong muốn. Thì bên cạnh đấy thì bọn em cũng đang tìm hiểu về để làm thêm cái mạch lọc, để sau khi bọn em làm thêm mạch lọc thì bọn em sẽ ghép tất cả các phần lại với nhau để cho nó thành một khối để hoàn thành đề tài ạ. Thế này em... còn xa lắm, chưa hoàn thành đề tài được đâu Lâm ơi. Dạ. Cái này của các bạn sẽ phải làm bài toán điều khiển công suất nhá. Vâng, có bạn đúng, ở một tốc độ gió trên tốc độ định mức. Đấy, trên tốc độ định mức thì các bạn sẽ phải xây dựng cái bài toán điều khiển pitch control. Cái pitch control đấy thì mình sử dụng luôn cái khối ấy. Em sử dụng luôn điều khiển bằng PI ấy. Sử dụng PI để điều khiển cái pitch control này. Cái pitch control này ở trong cái hệ thống của mình này. Thấy chưa? Vâng. Có cái sơ đồ khối đi. Đây. Ra là cái sơ đồ điều khiển này thì em mới vẽ được hình cơ bản đấy, bởi vì là nó vẫn thiếu cái mạch lọc và cái phía trên định mức. Bởi vì kể cả là em điều khiển cái bộ PI đi chăng nữa thì cái phần điều khiển phần nguồn của em ấy nó vẫn còn phải cái, bởi vì là cái bên này của em vẫn còn một cái inverter. Em hiểu chưa? Vâng, đúng ạ. Đấy. Thế thì em vẫn còn phải bài một cái bài toán điều khiển là AC DC nữa nhá. À. Thì chứ cái bài toán điều khiển pitch nó chỉ mới là điều khiển cái phần công suất thôi, nó đã có phần điều khiển điện áp của chúng mình đâu, đúng không? Vâng. Thì cái bài toán điều khiển pitch control nó mới là điều khiển cái phần nguồn nhá, là điều khiển cái tua bin như kìa. Tại vì ban đầu em đề tài của em là điều khiển về
DC sang AC thì em tưởng là bỏ qua cái phần từ AC sang DC cho nên là em chưa Không, đề tài của đọc kịp. mình làm sao mà lại là đề tài số 5 của mình. DC AC có nghĩa là sử dụng cái bộ biến đổi gián tiếp là từ AC DC sang AC. Còn đâu Vâng. khác cái nhóm nhóm 2 có nghĩa là sử dụng cái cyclone converter là AC-AC. Em hiểu chưa? Chứ không Vâng, phải vâng. chỉ sử dụng riêng mỗi bộ DC-AC. À, Là vâng. sử dụng công nghệ là thông qua cái công nghệ là một chiều xoay chiều, chứ không phải là chỉ sử dụng nguyên mỗi cái bộ DCAC. Nếu bộ D nguyên bộ DCAC thì nó có liên quan gì đến cái PMSG đâu, Vâng. đúng không? Đấy là cô ghi vắn tắt là nó như thế, tức là mình sử dụng cái công nghệ đó để nó phân biệt với cái công nghệ là ACAC, tức là mình không thông qua cái thành phần một chiều ở trong hệ thống của mình nữa. Vâng. Có đâu cái điều khiển speed thì em nghiên cứu thì em vẫn dùng dùng như kiểu sử dụng bộ PI chắc là được đúng không cô? À, được thì cũng tạm thời chấp nhận, tuy nhiên cái đó thì mình cố gắng thay đổi cũng được, bởi vì là nếu như mà các bạn làm cái pitch này xong rồi các bạn lại lấy đúng thông số của cô thì coi như là mô hình đó cô làm cho rồi nhá. tuy À, nhiên vâng. tuy nhiên cái pitch control đấy nó mới chỉ là một phần nhỏ để các bạn làm bài toán điều khiển cái tuabin thôi, chứ các bạn chưa có cái phần các bạn còn phải thiết kế cái điều khiển máy phát này, sau đó các bạn còn phải thiết kế điều khiển cái bộ biến đổi DC AC này, để xong rồi các bạn còn phải làm bài toán là chia công suất này, đúng không? Chia công suất ở đây Vâng. là cái gì? Chia công suất ở đây có nghĩa là các bạn có hai cái tuabin cung cấp cho một tải. Đấy, hai cái tuabin cung cấp cho một tải thì mỗi cái tuabin công suất nó là bao nhiêu này, tức là cái chúng mình cần phải 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 đẩy nhanh tiến độ lên, cái lượng công việc của chúng mình còn rất là nhiều nhé Lâm nhé. Vâng, tại vì vừa rồi là bọn em có hai bạn bị cách ly tập trung cho nên là nó bị chế lại. Đấy, lượng công Thì việc còn rất nhiều, bây giờ các bạn bạn vâng. phải chia ra các bạn mới làm được Ờ, bài toán riêng lẻ là bài toán DCAC. Đấy, cái bài pitch control thì coi như là mình nối cái của cô vào thì coi như là ok. Tuy nhiên bây giờ các bạn còn bài toán điều khiển máy phát, đúng không? Máy phát các bạn chưa làm. Và cái thứ hai là cái bài toán điều khiển chia công suất các bạn còn chưa có. Thế thì chia công suất các bạn có thể lựa chọn hai phương án. Phương án thứ nhất là các bạn có hai nguồn nối cho một tải thì các bạn chia công suất cho từng nguồn cho nó hợp lý. Hoặc là cái thứ hai nha, các bạn có thể du di đi, cô cũng có thể chấp nhận cho các bạn, đó là các bạn chia nguồn theo phương án là các bạn sử dụng pin. Đấy, sử dụng pin là sao, là cái bây giờ cái tuabin của các bạn, nó công suất của các bạn là vì nó trên định mức nên công suất của nó lúc nào cũng là lớn nhất rồi. Đấy, công suất của nó lúc nào cũng là lớn nhất mà tải của mình thì có thể là lúc tăng lúc giảm. Đấy, thế thì mình sẽ chia công suất bằng cách là mình chia bớt nó vào trong pin. Hiểu chưa? vâng ạ. Đấy, cái công suất nếu như em mô phỏng theo cái thông số của cô đưa cho em ấy thì cái công suất định mức của cái pin ở của cái tuabin đó nó là 20W. 20W mà tải của mà cái vùng tốc độ của em là trên định mức. Trên định mức có nghĩa là lúc nào công suất của nó cũng sẽ ở mức 20W. Thế thì với 20W đó mà tải của em nó không 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 giữ được mức 20W thì nó sẽ dẫn làm cho hệ thống bị tăng tần số lên nhá. Đấy, thế thì các em sẽ phải phải cân nhắc là các bạn một nguồn với một tải thì dùng như thế, còn nếu như không thì các bạn sẽ làm theo trường hợp là các bạn có hai nguồn và các bạn cung cấp cho một tải, thì lúc này cái tải của các bạn ấy cái tổng tải của mình nó sẽ là bằng cái tải của cái hai nguồn gộp lại với nhau, hay chưa? Xong đó khi tải thay đổi thì cái công suất phân bổ cho mỗi nguồn nó sẽ là bao nhiêu. Trước cái phần báo cáo tiến độ như thế này còn đang rất là ít nha Lâm nhá. Vâng ạ, tại vì em cũng định làm luôn là em cũng đã mô phỏng và lấy hai nguồn xong bắt đầu nối ra tải rồi nhưng mà
tại vì là còn thiếu cả một số phần nó chưa ghép được với nhau cho nên là em chưa cho lên đây. Đấy, thế thì em cân nhắc cái việc là em dùng hai nguồn hay là em dùng pin để em cất công suất vào trong đó thì cho nó hợp lý nhá. Vâng. Rồi nhóm 6 chuẩn bị cho cô đi. Nhóm 6 có các bạn có ở đây không? Dạ thưa cô. Ừ. Cô thấy slide chưa? Nhóm 6 nó có thấy rồi. Dạ vâng, em xin trình bày cái bài tập của nhóm 6 bọn em. Thì nhóm 6 của bọn em là thuyết trình về đề tài là điều khiển động tuabin gió AC-AC trên định mức nối tải có pin ạ. Thì đây là mô hình tổng quan của hệ thống. Thì bọn em sẽ đầu tiên là sẽ từ tuabin gió cấp moment cho máy máy phát qua bộ chính lưu không điều khiển cộng mạch bút, thì đưa qua bộ tụ lọc DC cấp nguồn qua mạch nghịch lưu hoặc là nạp cho vào pin bằng mạch bắc bút, và yêu cầu thiết kế là điều khiển máy phát ra công suất định mức khi tốc độ gió trên định mức và điện áp dây đầu ra là 380V 50Hz, công suất thiết kế là 10 kVA có sạc pin. Đây là mô hình tuabin bọn em mô hình hóa trên MATLAB với các thông số là vì công suất thiết kế là 10 kVA nên chiều dài cánh tuabin bọn em chọn là khoảng 3 mét thì công suất phát đầu ra là khoảng 12 kW và tốc độ gió định mức là 12 mét trên giây, tốc độ gió cut out là 20 mét trên giây, tốc độ cắt in là 4 mét trên giây. Đây chính là đường đặc tính giữa tốc độ tuabin và công suất. Thì nhóm bọn em làm về trên định mức nên sẽ có bài toán điều khiển là bài toán điều khiển góc pit, nhưng mà bọn em vẫn vẫn chưa làm được bài toán điều khiển góc pit nên em xin thiết kế luôn mạch chính lưu kết hợp với mạch bút ạ. Thì em giả sử đây là một cái nguồn nguồn điện lấy từ máy phát ra để cấp cho mạch chính lưu, sau đó đi qua mạch bút cấp nguồn cho mạch nghịch lưu có tải và nối pin dòng này. Thì đầu tiên là về yêu cầu thiết kế thì áp đầu vào bọn em giả định là khoảng 220V 50Hz và tần số trích mẫu của van mạch bút là 50 kHz, thì công suất thiết kế đầu ra là 10 kVA, điện áp đầu ra bộ bút là 700V DC ạ. Điện áp cho tiếp theo là tính chọn thiết bị ạ. Thì tụ điện sau mạch chính lưu bọn em chọn là bằng 500 microfarad. Và mục tiếp theo là tụ điện và điện cán cho mạch bút, thì ta có công suất của mạch bút là 10 kVA và điện áp đầu ra mạch bút là 700V nên ta suy ra được dòng điện tải trên mạch bút là bằng 14,3 A. Ta tính được hệ số điều chế của mạch bút là khoảng 0,23. Tiếp theo là xác định tụ điện và điện cám trên mạch bút ạ. Đầu tiên lựa chọn cuộn cám thì dòng điện trên cuộn cám sẽ là bằng IL sẽ bằng 1 trên 1 trừ D, I tải là bằng 18,58. Đã lựa chọn độ đập mạch dòng điện là khoảng trên cuộn cám là 15% thì ta tính ra được delta IL, và từ delta IL ta có thể tìm ra được từ delta IL ta tìm ra được giá trị cuộn cám là bằng 1,156 mH. Tiếp theo là lựa chọn tụ điện thì ta lựa chọn độ đập mạch trên tụ đầu ra là khoảng 1%, 0,1%, thì ta tính được delta UC là bằng 0,7V. Từ đây ta tìm được giá trị của tụ C là bằng 9,4 microfarad. Cái này em ghi nhầm. Thì các công thức tính toán này em tham khảo dựa trên giáo trình điện tử công suất của thầy Phó giáo sư Trần Trọng Minh.
Tiếp theo là thiết kế điều khiển. Thì thiết kế bộ điều khiển mạch bút này thì em sử dụng phương pháp MR để thiết kế bộ điều khiển ạ. Em giả sử cái nguồn đầu vào của mạch chính liêu này là là một nguồn battery, và em mua biểu diễn từng khối. Đây là khối nguồn, còn đây là khối inductor, khối chopper, khối capacitor và khối tải ạ. Đây là các mô hình bên trong của các khối ạ. Khối battery, khối inductor, khối chopper, khối capacitor và khối tải ạ. Đây là sơ đồ mạch điều khiển. Thì phương pháp này là sẽ điều khiển cho từng riêng lẻ từng khối một ạ. Khối capacitor thì sẽ là sử dụng bộ điều khiển PI, còn khối chopper là sử dụng một không nghịch đảo. Đây là hình bên trong các khối, khối điều khiển điện áp và khối điều khiển khối chopper inversion. Đây là hàm chứa mạch vòng điện áp. Thì ta sắp xếp mạch vòng hàm chứa mạch vòng kín về khâu bậc hai chuẩn, thì ta chọn hệ số D là bằng 1 trên căn 2 và tần tần số dao động riêng là bằng 568,68. Hệ số D bằng 1 trên căn 2 thì độ có điều chỉnh là khoảng 4%, còn tần số dao động riêng bằng 556,68 thì thời gian xác lập là khoảng 10 mili giây ạ. Thì ta tìm được hệ số KP và KI ạ. Tiếp theo là mạch sạc pin ạ. Mạch sạc pin thì sử dụng, đây là sơ đồ quản lý năng lượng, là khi mà pin đi vào thì sẽ là mạch buck converter van S1 sẽ mở, và van van T1 mở, van T2 đóng, còn khi mạch là mạch xả thì sẽ là mạch buck converter dòng đi ra khỏi pin và van 2 mở, van 1 đóng. Đây, ta có quy ước chiều dòng sạc pin là từ DC vào AQ ạ. Khi IB lớn hơn 0 thì AQ ở hoạt động trạng thái xả, ngược lại thì AQ ở trạng thái nạp ạ. Siêu tụ chạy trong trạng thái điện áp không đổi có thể tối thiểu hóa rồi. Sạc nhỏ và chu kỳ xả sạc AQ ạ, đồng thời có vai trò như một tấm lọc, trong khi mạch nguồn đưa công suất định mức của điện gió vào mạch DC ạ. Thì đây chiều từ DC sang AQ là mạch buck, còn chiều từ AQ vào DC là mạch boost ạ. Tiếp theo là thiết kế mạch nghịch lưu ạ. Thì mạch nghịch lưu được thiết kế trên hệ tọa độ DQ ở chế độ điện áp, và phương pháp là xin BBM. Điện áp dây đầu ra là 380V 50Hz, công suất là 10kVA. Đây chính là cấu trúc điều khiển của bọn em, sử dụng hai mạch vòng điều khiển là điện áp và dòng điện, và phương pháp điều chế là phương pháp xin BBM. Đây là phần tiếp theo, là tổng hợp các mạch vòng điều chỉnh. Đầu tiên là tổng hợp mạch vòng dòng điện, thì từ sơ đồ tương đương của một pha ta qua phép phân đối Clark và Park thì ta ra được phương trình trên hệ tọa độ DQ của điện áp. Ta đặt UDUQ là điện áp dơ trên cuộn cám thì ta suy ra được cấu trúc của bộ điều khiển dòng điện đấy ạ. Thì hàm truyền thể hiện mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện mạch. Đầu ra được nghịch lưu được em trình bày trên slide, với khâu toán học BBM là bằng 1 trên 1 cộng TS phần 2 thì ta tìm ra được đối tượng của dòng điện ạ. Thì đối tượng là khâu quán tính bậc 2 và các tham số được xác, nên các tham số được xác định theo tiêu chuẩn tối ưu module ạ. Thì từ đấy ta tìm được hệ số KP và KI ạ. Ta sắp xếp mạch vòng dòng điện về một khâu quán tính bậc nhất đấy. Theo là bộ điều khiển điện áp, thì ta coi như là đáp ứng của mạch vòng dòng điện là bằng 1. Ta thiết kế được hàm truyền vòng kín của mạch vòng điện áp ạ. Thì ta dẫn dắt theo hàm truyền khâu dao động bậc 2 thì ta xác định được hệ số KP và KI. PON là bằng 1 trên căn C và số tắt dần là bằng 0,71. Đây, tính toán mô phỏng thì đầu tiên là ta xác định biên độ điện áp dây đầu ra là bằng căn 2 nhân 380 đồng 537,4 ạ. Thì dự phòng UDC thay đổi là bằng cộng trừ 10% thì là hệ số điều chế mắc là 0,9 ạ. Thì người ta thấy UDC ạ. Và ta chọn điện áp UDC đầu vào 700V thì ta tính được sụt áp đầu ra
trên mỗi cuộn cám thì cỡ khoảng 8,63% ạ. Từ công suất cho thì ta tính được dòng trên một pha, và từ đây ta tính được điện trở tải của mỗi pha để có thể mô phỏng. Thì số đáp trên mỗi cuộn cám cuộn lọc thì ta đã tính như bên trên là 8,63%. Từ đây ta có thể suy ra được giá trị của cuộn cám lọc là bằng 8 mH ạ. Và tần số ta chọn tần số cắt nhỏ hơn nhiều lần tần số phát xung, và ở đây chọn khoảng nhỏ hơn 10 lần thì ta tính được giá trị của tụ C là bằng 13 microfarad. Đây là mô hình mô hình mô phỏng MATLAB Simulink của bộ nghịch lưu ạ. Với các thông số mô phỏng bộ KPKI dòng điện KPKI điện áp ạ. Đầu ra điện áp mạch bút conductor này. Thì ban đầu là bọn em ở chạy ở tái định mức, sau đó là giảm tái đi ạ. Giai đoạn phía sau đây là giai đoạn giảm tái ạ. Còn đây là điện áp đầu ra 3 pha đầu ra của mạch lọc sau của mạch lọc LC thì là bằng điện áp của nó là hình sin 220V. Dòng điện tái đầu ra, đầu tiên là tái định mức, sau đây là ta giảm tái đi ạ. Đây là TSD của dòng điện và TSD điện áp là khá nhỏ là 0,69%. Thì theo đánh giá thì bộ nghịch lưu này là khá phù hợp, và khi tái thay đổi thì điện áp vẫn bán theo giá trị đặt ạ. Bộ nghịch lưu xác lập sau khoảng 0,02 giây và cỡ khoảng một chu kỳ điện áp ạ. Vâng, bài thực trình của bọn em xin kết thúc tại đây ạ. Rồi, có mấy vấn đề về cái hình thức trình của nhóm này thì 6 đó. Vâng. Cái thuyết trình của nhóm em rất là chi tiết. Tuy nhiên có một vài điều như sau. Cái thứ nhất là cái yêu cầu đề tài của nhóm mình đó là sử dụng bộ ACAC. Đúng không? Không, bộ ACAC nhưng mình đang làm bộ là ACDCAC. Phần thứ hai là cái yêu cầu của chúng mình là có nối tải và có sạc. Thì ở đây chúng mình chưa mô phỏng được cái phần sạc vào trong đấy, đúng không? Đúng không? Cái thứ ba cô muốn hỏi thắc mắc để xem là các em có đưa phương án nào không thôi. Cái hệ thống câu hỏi dựa trên cái bài bạn em làm đã chưa phải dựa theo cái yêu cầu. Cái bài của nhóm em đang làm là em sử dụng bộ boost converter. Vâng. Thế thì thông thường ấy, cái bộ boost converter của mình điều khiển nếu ở chế độ tốc độ gió dưới định mức ấy, thì cái boost của mình sẽ được điều khiển để sao cho mà cái tần số cái hệ số đóng cắt D ấy, là nó đảm bảo cho hệ thống của mình làm việc ở cái điểm làm việc cực đại. Chưa? Đấy. Tức là lúc bây giờ toàn bộ cái tải ở phía sau và cái bộ boost này nó đóng vai trò một cái tải tương đương. Em hiểu chưa? Vai trò của nó như thế. Thế thì nó là một cái tải tương đương. Khi cái tải ở ngoài tăng nhá, khi cái tải ở ngoài tăng thì cái tải ở trong, tức là cái tải tương đương của con boost ấy, nó sẽ thay đổi để sao cho là cái công suất của mình nó vẫn nằm ở cái điểm định mức. Và ngược lại, khi cái tải ở bên ngoài của mình giảm, tải tiêu thụ của mình giảm, thì cái bộ boost converter nó lại thay đổi cái tỷ số đóng cắt D để sao cho cái tải tương đương của nó cùng với cái tải kia nó vẫn bằng cái công suất phát ra của nguồn. Đấy là vai trò của bộ buck boost trong các cái hệ thống năng lượng tái tạo nhá. Chứ vai trò của nó không phải là để giữ độ ổn định điện áp. Các bạn lưu ý điều này giúp cô. Đấy, tức là ở cái chế độ dưới định mức thì điểm làm việc của các bạn là fix, đúng không? Là fix, là luôn luôn ở một vị trí bất kể tải của nó làm sao. Và cái việc cân bằng tải thì sẽ được thực hiện thông qua cái bộ boost hoặc là bộ buck đó. Thế thì bây giờ khi mà hệ thống làm việc ở chế độ trên chế độ định mức nhá, trên chế độ định mức thì cái bộ buck boost của các bạn ấy sẽ điều khiển theo cái nguyên lý gì?
Bây giờ theo cái nguyên lý gì các bạn sẽ phải phải đặt ra câu hỏi để thể hiện được rằng mình phải hiểu hệ thống đã. Nếu như các bạn sử dụng cái cấu trúc điều khiển là các bạn sử dụng máy phát rồi đến một biến đổi xong rồi các bạn mới ra DC. Thế thì lúc bây giờ khi trên định mức thì cái bài toán điều khiển ra máy phát là bài toán là điều khiển giữ cho cái tốc độ của máy phát bằng tốc độ định mức. Đấy, tức là nó vẫn có vòng điều khiển tốc độ rồi vòng điều khiển dòng điện ở trong để nó đóng mở cái con inverter. Đúng không? Mình dân tự động hóa câu nói như thế là em hiểu cái cấu trúc điều khiển rồi đúng không? Đấy, thế tuy nhiên nếu như mình sử dụng cái bộ bắc bút này mà tốc độ của em lại trên tốc độ định mức thì cái điều kiện để em điều khiển cái bộ bắc bút này nó là cái gì? Đấy, đúng điều không? Thì mình phải nghĩ, em hiểu chưa? Đúng không? Đấy, vâng, thưa cô thấy thì cái bộ chỉnh lưu cộng với bạch bút này là bọn em sẽ thay bằng một bộ bộ biến đổi sử dụng van IGBT ạ, thì nó sẽ điều khiển được cả tốc độ của máy phát ạ. À không, cô đang bảo là không nhất thiết nha, bởi vì là cái phía đầu ra này, cái phía đầu ra của máy phát ấy, mình vẫn có hai chế độ. Cái cấu hình mình có thể dùng sử cái cấu hình thứ nhất là sử dụng cái bộ inverter, và cái cấu hình thứ hai mình có thể sử dụng là mình sử dụng chỉnh lưu cộng với lại converter. Em hiểu chưa? Cô không bảo mình sai, cô không bảo mình sai mà cô đang hỏi xem là nếu em sử dụng cái này thì em điều khiển nó như thế nào thôi, chứ mình không phải bảo là em thay đi là xong. Thay đi thì nó là cái bài toán đơn giản quá, bởi vì thay đi thì cái kia nó rất là rõ ràng rồi, đúng không? Đấy, cô không phải bảo mình sai nhá, mà cô chỉ hỏi xem là mình nghĩ phương án điều khiển như thế nào. Dạ vâng, thưa cô là nếu vậy thì trong cái em nghĩ là trong cái bộ điều khiển gốc bit của mình thì nó đã điều khiển tốc độ phải không cô? Thì cái phần chỉnh lưu mạch bút này thì vẫn sử dụng được. Không. Cái bộ điều khiển gốc bit, đầu ra của bộ điều khiển gốc bit nó là gốc bit. À nhưng mà em có tham khảo các bài là nó sẽ dùng lượng đặt là lượng đặt tốc độ cho máy phát đấy ạ. Thì để điều khiển gốc bit ạ. Ừ, thì nó giữ ra cái gốc bit của mình nó sẽ thay đổi, thì nó khi cái gốc bit của mình nó thay đổi thì nó sẽ thay đổi cái lượng công suất mình capture được nhá. Đấy, cái sự thay đổi đó nó thể hiện ở cái phần là cái biểu thức công suất P của mình này, đúng không? P nó bằng 1/2 xong rồi nhân với rho nhân pi r bình phương nhân với cái CP. Thế thì cái CP của mình nó phụ thuộc vào cái gốc bit, chưa? Dạ. CP phụ thuộc gốc bit. Khi hệ thống của mình là dưới định mức thì CP của mình nó là CP max, nó bằng 0,4 mấy đó. Thế nhưng mà khi mà công suất tốc độ của mình lớn hơn định mức thì cái gốc bit của mình nó sẽ thay đổi, vì cái CP của mình nó phụ thuộc vào cái lambda là cái gốc bit. Thì khi cái gốc bit của mình thay đổi thì cái CP nó sẽ giảm xuống. Đúng chưa? Đấy, nó giảm từ 0 phẩy mấy nó xuống và nó làm cho cái công suất của mình nó sẽ giảm đi. Như vậy là mục tiêu chính của cái điều khiển gốc bit là nó giảm cái công suất mình capture được từ gió, chứ nó không có điều khiển cái tốc độ của mình ở đây. Tại trong slide của cô về phần điều khiển gốc bit ạ, thì cô có cho hai phần là mình là giữ nguyên tốc độ được công suất hoặc là giữ nguyên công suất điều khiển tốc độ ạ. Thì em nghĩ là cái phần đấy là nó điều khiển cho phần máy phát này rồi, thì em sử dụng luôn cái bộ chỉnh lưu cộng mạch bút này ạ. Không, cái bài, với cái bài điều khiển, nếu mình lựa chọn cái tốc độ đó, thế thì lúc bây giờ cái tốc độ của máy phát nhá, em hình dung rằng là với cái module là máy phát cộng inverter đó, thế thì lúc bây giờ máy phát sẽ được điều khiển thông qua cái việc là cái tốc độ đặt của mình, thay vì lấy về MPPT giống như ở cái chế độ dưới định mức, thì lúc này tốc độ đặt cho máy phát nó sẽ bằng tốc độ định mức. Em hiểu chưa? Và như vậy thì cái vòng điều khiển của mình vẫn có vòng điều khiển tốc độ, là vòng ngoài là tốc độ và vòng trong nó là dòng điện. Chỉ có điều nó khác chế độ dưới định mức là cái lúc này thì cái tốc độ đặt của mình nó là không đổi và nó bằng tốc độ định mức của máy phát.
Chưa hình dung chưa? Chà vâng. Đấy, cái này mình phải nghĩ nhá, mình phải nghĩ chứ mình chưa thể, nếu như em chưa nghiên cứu ấy thì mình chưa thể bộc phát một cái mình nói ngay ra được. Ok chưa? Đấy, mình phải liên hệ giữa cái bài toán là mình sử dụng máy phát và inverter. Đấy, nếu mình sử dụng máy phát và inverter thì cái vòng điều khiển của mình giữ tốc độ của mình nó là fix, omega sao của mình là bằng omega red. Thế thì sang cái này thì cái gì nó sẽ là fix? Nó có chứ không phải là không. Chưa hiểu chưa? Dạ vâng. Tuy nhiên nhá, tuy nhiên cái yêu cầu của nhóm em là cái bài toán điều khiển là AC-AC. Ok chưa? Dạ thưa cô, tại em thay là điều khiển AC-AC mà có cả pin nữa nên em nghĩ là nó sẽ em sử dụng cái mô hình này nó cho nó dễ sạc pin ạ. Mô hình này thì nó dễ sạc pin, còn nếu mô hình AC-AC mà có sạc pin thì từ cái chỗ AC em đưa về cái phần phần sạc pin là em vẫn phải chỉnh lưu ra đúng không? Dạ vâng, nên em nghĩ là như thế thì nó trong một hệ thống thì nó hơi hơi phức tạp nên em nghĩ là cái bộ này nó sẽ nhỏ gọn được. Đấy, nếu như mà sử dụng bộ này thì nghĩ về cái điều cô vừa nói xem là mình đưa ra phương án như thế nào. Nó làm được chứ không phải là không làm được. Chứ không phải là bởi vì cái phần cứng thì người ta xây dựng mà. Chưa hiểu không? Cái phần cứng của người ta đã xây dựng trước thì khi mà làm thì người ta chỉ thay đổi cái phần mềm thôi. Chứ không phải bảo bây giờ cô bảo là khó thì em bỏ đi em làm cái phần máy phát cộng inverter nhá. Dạ vâng. Thưa cô là em có tìm hiểu về phần điều khiển gốc pit ấy ạ, thì là hầu như là người ta sử dụng thuật toán Fuji Logic để điều khiển mà, nhưng mà ít khi ai sử dụng bộ điều khiển pi ạ. Thì không biết là cô có tài liệu tham khảo nào về bộ điều khiển pi không ạ? Thì em tìm trên mạng theo cái cách của cô là tìm trong Google Scholar thì nó toàn ra bộ điều khiển Fuji ạ, mà bên bọn em học bên module 1 thì cái thuật toán Fuji bọn em không được học ấy. Thì không cái bộ điều khiển P không thì hình như là nó không làm điều khiển được đâu nhá trưởng ơi. Bộ điều khiển PI ạ. Nhá. Đấy, thực ra cái PI ấy thì để bàn là tài liệu tham khảo thì nó gần như là không có, bởi vì khi người ta đã viết lên báo chí để người ta công bố ấy thì nó sẽ phải có một cái gì đó mới mẻ. Đúng không? Đấy, cái PI là cái vô cùng kinh điển là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái với cái PI ấy, thì cấu trúc điều khiển không có gì là phải sáng tạo cả. Đầu vào của nó là sai lệch cái mong muốn giống như ở trên slide của cô đưa ra ấy. Đúng không? Đấy, đầu vào nó là sai lệch của công suất hoặc là sai lệch của tốc độ và đầu ra là góc. Thế thôi. Nguyên lý của nó rất là đơn giản. Cái thứ hai về tham số của bộ PI. Nhá, tham số của bộ PI thì từ trước đến giờ mình cứ thiết kế là thiết kế KP bằng cái này, TI bằng cái này. Tuy nhiên KP và TI khi tính toán trực tiếp được bằng công thức ấy chỉ khi mô hình của mình là mô hình tuyến tính. Đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái gốc pit của mình, cái mô hình của gốc pit của mình đó của mình nó lại là còn phi tuyến nữa cơ. Đấy, mình cũng không biết. Do đó thì cái việc xác định cái tham số của bộ PI nữa thì nó lại hoàn toàn dựa trên cái phương pháp thử và sai. Đấy. Đấy là cái lý do mà tại sao mà cái tài liệu tham khảo nó ít về cái PI là như thế. Nhưng như có trong nữa thì đúng cái mô hình của họ và họ đã chỉnh định giống như là cô đưa slide cho các em ấy. Là với cái tham số đó thì ngồi phải chỉnh định và đưa ra được cái bộ số đó thì nó chạy. Nhưng với mô hình khác thì cái bộ số đó nó lại không chạy bởi vì cái tham số nó thay đổi đi rồi. Chưa hiểu không? Dạ vâng. Nhá. Đấy, cái lý do mà ít tài liệu tham khảo về PI nó như thế bởi vì nó chả có gì để mà mới mẻ để công bố cả. Dạ vâng, thưa cô là thế thì đối với bài toán bọn em đây là bộ, nếu em sử dụng PI thì bọn em chỉ có thể đi dò thôi ạ. Đúng rồi, nhá. Chính vì phải đi dò cho nên là người ta mới sử dụng sang cái phương pháp đơn giản nhất, gọi là đơn giản nhất có thể, đấy là bộ Fuji PID. Mà Fuji PID thì nó cũng không có gì là cao siêu cả nhá. Nó vẫn là PID và cái tham số KP và TI thì họ tính toán bằng bộ M thôi. Cái này cốt mở nó có rất nhiều mà trường. Không có gì là module 1 hay module 2 đâu. Nó chưa có gì là tự động hóa vẫn học Fuji đầy mà. Tại em chưa tiếp cận với phương pháp này nên em cũng
Đấy, do em chưa tiếp cận thôi, chứ còn đâu cô là dân tốt nghiệp đại học bách khoa tự động hóa ra, làm sao mà có chuyện mà dân tự động hóa lại không tiếp cận nhá. Kể cả là dân điều khiển thì đến cái khi mà tốt nghiệp ấy thì các bạn ấy cũng cũng chưa được học sâu về Fuji đâu, cũng mới chỉ là giới thiệu, còn những cái công nghệ đơn giản nó phổ biến thì chúng mình phải tự tìm hiểu nhá. Ví dụ như là bên tự động hóa cũng thế, em có thể xem các cái đề tài tốt nghiệp của các anh chị khóa trên ấy, khóa trên bên ngành em ấy nhá. Thiết kế bây giờ làm bài bài làm cái đề tài tốt nghiệp của bọn em cũng có đề tài nào mà thiết kế điều khiển sử dụng PID đâu, đúng không? Em có tham khảo các cái đề tài tốt nghiệp năm trước không? Cô cũng đã xem danh sách của bên bạn em rồi, phần lớn là đề tài tốt nghiệp cũng là thiết kế điều khiển cho cái gì đấy. Và thiết kế điều khiển thì cô thấy là cũng có sliding này, rồi cũng có thích nghi này, cũng có rất nhiều mà. Dạ vâng ạ. Về đây em tìm hiểu thêm ạ. Đấy là mình cô góp ý để điều khiển, để mình tìm hiểu thêm, để mình thích ứng với cái gọi là xu hướng chung thôi. Ví dụ như là trước đây tầm khoảng 15 năm, khoảng 15 năm thì đúng là dân tự động hóa làm đồ án tốt nghiệp toàn là dùng PID nhá. Đấy, nhưng mà PID làm hết rồi thì cũng sẽ phải làm sang những cái khác. Ok chưa? Dạ vâng. Dạ vâng. À, thế phần thuyết trình của nhóm em đến đây xin được tạm biệt ạ. Ok rồi, nhóm 6 này. Nhóm 6 thì chúng mình mới làm được cái phần thiết kế điều khiển cho cái con DCAC, đúng không? Mới xong là cái phần DCAC, chúng mình chưa làm được cái góc PID, chúng mình cũng chưa làm được cái phần điều khiển điện từ công suất phía nguồn. Tuy nhiên thì cái phần báo cáo của các bạn thì cũng khá là chi tiết, nên là hơn nhóm 5 được một chút. Các bạn nghỉ giải lao giúp cô mấy phút.
Rồi chúng mình còn một nhóm nữa thôi, đúng không? Còn nhóm 8 nữa là xong. Buổi hôm sau nhá, buổi hôm sau chúng mình sẽ không học lý thuyết trên lớp, tức là buổi hôm sau các bạn sẽ nghỉ. Cái thầy cô dành thời gian để cho các bạn hoàn thiện nốt cái phần phần bài tập của các bạn. Hiện tại bây giờ kiểm tra bài tập của các bạn thì cô mới thấy có mỗi nhóm 2 nhá. Và có mỗi nhóm 2 là tàn tạ, tức là cái khối lượng công việc của các bạn là đã gần xong rồi. Còn những nhóm khác thì cái khối lượng công việc vẫn còn rất là nhiều. Do đó thì các bạn sẽ dành thời gian để các bạn hoàn thiện cái phần bài tập này cho cô, và buổi hôm sau thì các bạn sẽ không học lý thuyết ở trên lớp. Rồi còn một nhóm 8 nữa, nhóm 8 đã ở đây chưa nhóm 8 ơi? Có em ạ. Rồi ok. Cô chưa nhìn thấy gì đâu. Cô nghe rõ em nói không ạ? Có nghe thấy rồi. Vâng. Em thay mặt cho nhóm 8 sẽ trình bày về phần báo cáo về wind turbine dưới định mức và nối tải ạ. Thứ nhất thì bọn em sẽ nói sơ qua về tiên là sẽ về một phần về tổng quan về các năng lượng gió. phân loại năng lượng gió, các phương pháp tạo ra năng lượng gió và cũng như là khái niệm. Thì đây là cấu tạo của một turbine gió gồm các thành phần như cô và các bạn đã thấy ở trên slide. Tiếp theo về phần nguyên lý hoạt động. Và đây là về một hệ thống turbine gió. Chỗ phần này thì em quên chưa sửa lời, chỗ này là sẽ là phải nối với tải. Đây là về một cấu tạo và nguyên lý hoạt động của turbine gió. Thì những cái phần này thì em sẽ lướt qua nhanh. Theo là về dòng công suất và bộ biến dạ. Không em cái này là phần bộ biến đổi thì ở đây do cô không giao rõ ràng cho bọn em là về phần nào thì em sẽ dùng luôn là bộ biến đổi AC DC DAC ạ. Thì bộ biến đổi này thì sẽ bao gồm là bộ biến đổi phía rotor là RSC, bộ biến đổi phía lưới là LSC và giữa đó là sẽ có một cái tụ C và bộ lọc L. Tiếp theo là về hệ thống điều khiển turbine gió thì sẽ bao gồm hai kênh điều khiển, sẽ là về kênh điều khiển về máy phát điện DFIG và DIFG và kênh điều khiển về turbine gió. Về điều khiển turbine gió thì hiệu suất rotor là giá trị thì em sẽ về điều khiển tối ưu công suất của turbine gió. Hiệu suất rotor đạt giá trị cực đại ở mỗi lambda thuộc vào thiết kế động học của turbine. Vì vậy thì tốc độ quay của máy phát cần phải được điều chỉnh liên tục theo sự thay đổi của tốc độ gió nhằm duy trì lambda tối ưu ạ. Thì sẽ có phương pháp là thứ nhất điều khiển tối ưu TSR là tip speed radio. Theo cách này thì tốc độ gió sẽ được đo liên tục ạ. Và trên đây là sơ đồ nguyên lý của điều khiển tối ưu lambda. Đây sẽ là đường cong công suất của turbine. Tiếp theo là về phương pháp thứ hai là phương pháp điều khiển bám công suất đỉnh. Phương pháp này thì là dùng để tìm cực trị công suất của P theo omega. Phương pháp này thì sẽ không yêu cầu xác định tốc độ gió. Mà theo nguyên lý này thì tốc độ gió to sẽ được tăng hoặc giảm các số ra nhỏ và công suất
đầu ra được đo lường liên tục, tính toán theo tỷ số trên delta P chia delta omega. Tiếp theo thì bọn em sẽ về phần mô hình toán học hệ thống, thì mô hình hóa của tu bin gió thì cô đã dạy trên lớp rất đầy đủ rồi, cho nên là em chỉ lướt qua. Và đây là đường đặc tính công giữa CP và lambda. Và đây là sẽ là mô hình hóa của wind turbine bọn em làm trong MATLAB Simulink. Tiếp theo sẽ là về phần mô hình toán học của máy phát DFIG, thì bọn em sẽ giả thuyết nó sẽ được stator và rotor sẽ được kết nối theo cấu hình sao. Và đây là cấu hình sao của máy DFIG ạ. Thì từ đó ta sẽ có được các công thức. Có được các công thức như này. Và đây là mô hình toán học của DFIG trong hệ tọa độ DQ. Từ đây thì ta sẽ tính được các phương trình điện áp stator và phương trình điện áp của rotor. Đây là từ thông mẫu vòng, và sau đó sẽ tính được các công suất tác dụng và công suất phản kháng trên stator, và công suất tác dụng và công suất phản kháng trên trục rotor, và moment điện từ sẽ được tính theo công thức này. Đây sẽ là mô hình của tuabin gió trong MATLAB Simulink của bọn em. Theo là về phần bộ biến đổi DC-AC, DC sẽ bao gồm là biến đổi về ở phía rotor. Biến đổi phía rotor thì đây sẽ bọn em sẽ có hai phương pháp, là thứ nhất là SFOC và thứ hai là phương pháp điều khiển gián tiếp. Thì ở đây bọn em sẽ dùng phương pháp điều khiển gián tiếp. Và đây sẽ là sơ đồ khối của sơ đồ khối của cái bộ biến đổi ở phía rotor. Và đây sẽ là sơ đồ khối ở bộ biến đổi ở phía tải LSC. Và tiếp theo thì bởi vì là nhóm em là làm về dưới định mức, cho nên là bọn em sẽ dùng bài toán điều khiển MPPT. Và MPPT thì tín hiệu đầu vào bộ điều khiển sẽ lấy từ điểm công suất cực đại, được tính toán từ vận tốc gió và đầu ra, sẽ trở thành tín hiệu đạt cho mạch. Bởi vì là công suất cực đại cho nên là góc pit CP sẽ được lấy bằng CP max. Và phần này thì bọn em phần MATLAB chưa hoàn thành cho nên là em chưa đưa vào được ạ. Và nhóm em thì còn phần có sạc và chia tải thì nhóm em vẫn chưa làm được, nên là chưa được đưa vào này, nhóm em sẽ bổ sung sau. Thì đây là phần trình bày về quá trình làm của nhóm em về của bài tập lớn, thì mong cô và các bạn nhận xét, góp ý và nhận xét. Cho cô cái slide trên cái slide này một cái. Đây là phía, cho cô cái phía nguồn. Đây, ok. Cái sơ đồ này là con DFIG này. DFIG xong rồi ra phía tải ở bên này này. Tại ở bên này thế thì có thấy cái sơ đồ này nó không được hợp lý nha Tiến ơi. Dạ vâng. Ở đây là cái máy phát thì tại sao mình lại còn có cái nguồn DC nối vào cho nó nữa? DC thì nó sẽ ở tiếp cái DC phần nhá. Cái này nó giống sơ đồ của cái con phía tải. Phía tải ạ. Nhá. Cái phía rotor này không đúng, em đưa xuống slide dưới đi. Xuống slide dưới. Đấy. Đấy, cái phần phía tải như thế này thì nó mới ok, nó mới đúng về cái sơ đồ kết nối. Nhá, còn đâu cái sơ đồ trên của em thì nó
nó chưa có xem nào. Không, cái này là kiểu đây này, cái đoạn này là cái PWM là cái tính toán kiểu sóng hải ạ, sóng hải sin này ạ. Sóng hải sin nhưng mà em mở cái sơ đồ back to back nhá. Back to back thì cái đầu ra của rotor này, sau đó thì đi vào cái bộ inverter này, inverter thì đầu ra của nó là một chiều này, sau con một chiều đó thì lại nối với con DCAC này, xong rồi đi ra tải này. Chứ ở đây của em cái máy phát của em mà lại vẫn cái sơ đồ là cái DC link vẫn phải có gần một chiều nối vào như thế này thì không hợp lý. Thế nên em đã là con máy phát rồi, em lại còn cấp cái nguồn một chiều vào cho nó nữa thì như vậy là em lấy công suất là lấy công suất từ nguồn chứ có phải lấy công suất từ máy phát đâu. Vâng, em hiểu. Đúng chưa? Dạ vâng. Đấy, cái con này thì đầu cái con inverter này này, cái phía xoay chiều của nó nối với máy phát đúng rồi, nhưng cái phía một chiều của nó ấy, cái phía mà em bảo DC link kia kìa, cái phía một chiều của nó là nó phải nối với cái bộ DCAC. Vâng. Và không có tải tiếp, không có local load gì ở đây cả. Như vậy là cái sơ đồ này là cái sơ đồ không đúng nhá. Vâng, phía sơ to đấy. Ừ. Còn phía tải này, sang cái sơ đồ phía tải cho cô. Cái phi sơ đồ phía tải thì phía starter nối vào đây này, còn đâu cái phía rotor thôi thì cũng gọi là tạm chấp nhận được nhá. Tạm chấp nhận, không hiểu là bọn em có hiểu cái sơ đồ này không, nhưng mà đúng thì cũng gọi là đúng, tạm chấp nhận được. Thì phần này bọn em đang tìm hiểu cho nên là cũng chưa mô hình hóa được nó vào trong MATLAB ấy. Cần phải tìm hiểu thêm. Cái phần khối lượng công việc của chúng mình còn rất là nhiều nhá Tiến nhá. Mình mới được mấy cái sơ đồ hình vẽ thôi. Chứ bây giờ cái phần MPPT mình cũng chưa làm được này. Xong rồi cái phần các cái bộ biến đổi mình cũng chưa làm được này, chưa nói đến mô phỏng. Thế thì công việc của các em còn rất là nhiều, chúng mình cần phải đẩy nhanh tiến độ lên nhá. Vâng ạ. Đấy, thế xong là tuần sau thì các bạn nghỉ lý thuyết này, để các bạn hoàn thành nốt bài tập cho cô đi. Hoàn thành tức là các bạn không phải là cô bảo là các bạn nghỉ lý thuyết trên lớp mà đến giờ các bạn cứ đắp chăn nằm ngủ đâu nhá. Cái khối lượng công việc của chúng mình còn rất là nhiều. Mới có mỗi nhóm 2 là hoàn thành sơ bộ, còn các nhóm khác thì cái phần chạy nó mới chỉ được một phần rất là nhỏ. Thì các bạn cần phải chạy ít nhất là phải để ra cái kế hoạch cho cô là mỗi tuần chạy được bao nhiêu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tuần sau các bạn nghỉ học lý thuyết trên lớp để các bạn hoàn thiện. Và tuần sau nữa thì chúng mình sẽ học lý thuyết. Học lý thuyết thì hôm đó cô sẽ trình bày về cái phần là tổng quan về hệ thống pin mặt trời. Tiếp theo là nhóm 6 và nhóm 8 sẽ trình bày nốt cái phần là có phải nhóm 6 không nhỉ? À không, nhóm 5 chứ. Nhóm 5 nhá. Nhóm 5 và nhóm 8 sẽ trình bày phần lý thuyết cho cô. Nhóm 8 thì trình bày về các cái bài toán điều khiển xuất hiện ở trong cái nguồn năng lượng mặt trời. Và sau đó nhóm 5 sẽ trình bày về các bài toán điều khiển của phía nguồn. Cái bài toán điều khiển của phía nguồn thì nó khá độc lập, nó dùng cho tất cả mọi loại nguồn. Do đó thì nó không... Ô, em chứ cô. Ừ. Nhóm em đã trình bày cơ bản về những cái bài toán điều khiển phía nguồn rồi mà. Nhóm em là 5 ạ? Nhóm 5 này. Nhóm em trình bày phần lý thuyết đầu tiên trước cả nhóm 3, nhóm 4 ạ. À rồi. Phía lưới, cô nhầm đấy. Phía lưới là nhóm 6. Là các bài toán điều khiển phía lưới nhá. Nhóm 6 và nhóm 8 sẽ chuẩn bị lý thuyết. Em thưa cô là nhóm 6 trình bày luôn vào cái hôm mà cô trình bày phần năng lượng mặt trời ạ. Đúng rồi nhá. Vì là cô mở quặc ở đây là sức gió nhưng mà phía lưới, nhưng mà thực ra cái phía lưới thì nó khá là độc lập, thì cái bọn biomass, bạn
mặt trời hay là vận gió thì nó đều có chung một cái cấu trúc điều khiển phía lưới này, nó giống nhau là từ bộ một chiều đi sang bộ xoay chiều. Và cái bài toán điều khiển của mình là bài toán điều khiển cái bộ biến đổi là DCAC, đúng không? Đấy, cái con DCAC thì cái nguyên lý điều khiển thì nó có những cái vòng điều khiển nào mình phân chia ra giúp cô. Ví dụ như điều khiển riêng cái bài toán điều khiển nối tải địa phương thì nó chỉ có vòng điều khiển điện áp và dòng điện, nhưng mà ví dụ như là điều khiển nối lưới thì mình lại điều khiển công suất, thì công suất thì lại có những phương án điều khiển là thông qua cái điện áp một chiều VDC hay là thông qua cái công suất đặt là P với Q. Đó, mình chia các cái bài toán phía lưới ra thì phía lưới nó khá chung cho tất cả các cái loại nguồn, thì mình trình bày luôn vào hôm đó nhé trường nhá. Rồi nhóm 8 tắt xe đi. Nhóm 8 này. Rồi như vậy là cô đã kiểm tra qua một lượt cái phần tiến độ làm đề tài của các bạn. Thì phần lớn các bạn mới làm được khoảng 70%. 70% là hơi nhiều, 60%. Công việc của các bạn còn rất là nhiều, chúng mình còn 4 tuần nữa thì phải, hình như là còn 4 tuần nữa gì đó thì chúng mình cái nhà các bạn kỳ này các bạn sẽ thi trước Tết hay sau Tết? Có lịch thi chưa, trước Tết hay sau Tết? Chưa có lịch thi ạ, nhưng mà chắc là sau Tết nhiều ạ. Sau Tết nhiều á? À Tết thì chắc khoảng tháng 2 ạ. Thế thì chắc cũng chỉ đến Tết thôi ạ. Cũng chỉ đến Tết thôi, bởi vì là Tết là tháng 2 mà. Hình như là sau Tết đấy cô. Chúng mình học ở trên lớp là đến tầm khoảng 15 tháng 1 là chúng mình sẽ kết thúc học lý thuyết. 15 tháng 1 thế thì vậy thì chắc là thi sau Tết. Ok rồi, hôm nay chúng mình như thế là xong nhá. Các bạn nghỉ sớm đi, tại vì là còn hơn chục phút nữa thì mình sang bài mới, nó cũng rất là dở dang. Và cái phần báo cáo thì chúng mình cũng đã báo cáo xong hết rồi. Cái chính là cái thời gian của chúng mình cũng còn rất là nhiều, chúng mình không có gì, chúng mình phải vội vàng cái phần là học ở trên lý thuyết ở trên lớp cả. Chúng mình chỉ còn một buổi lý thuyết nữa là xong, còn phần lớn thời gian là các bạn sẽ làm bài tập. Thế thì cái cấu trúc môn này, bởi vì cái mã học phần của chúng mình là 2100, đấy, 2100, cho nên là cái phân bổ lý thuyết của chúng mình nó chỉ có 2 tiết thôi, còn đâu cái bài phần bài tập của chúng mình rất là nhiều. Đáng lẽ nếu chúng mình mà cứ học 3 tiết liên tục là chúng mình chỉ học có 10 buổi thôi, tức là chúng mình kết thúc tuần trước là chúng mình đã xong phần lý thuyết rồi đấy. Còn đâu chúng mình tức là có 30 tiết lý thuyết và 10 tiết bài tập thì cái phần lý thuyết của chúng mình cũng chỉ còn một buổi nữa là xong. Thì phần lớn thời gian còn lại là thời gian các bạn làm bài tập. Và những buổi sau thì sau khi học xong lý thuyết thì cô sẽ lên lớp để là những bạn nào còn thắc mắc gì phần bài tập, mô phỏng các thứ chưa xong thì cô sẽ giải đáp về cái phần bài tập cho các bạn. Nhá, rồi thì hôm nay các bạn nghỉ đi.